cách trung tâm xã Thế Thắng khoảng 1 km, vườn nho Hạ Đen của anh Viên Văn Bồn ở thôn Đại Đồng, xã Thế Thắng là mô hình trồng nho Hạ Đen đầu tiên tại Nông Cống, đang là một trong những mô hình cải tạo vườn tạp mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Trên diện tích 1.000 m², hơn 400 gốc nho Hạ Đen trồng trong nhà màng áp dụng phương pháp sản xuất hữu cơ an toàn sinh học, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 150 đến 170 triệu đồng mỗi năm. Xuất phát từ niềm đam mê sản xuất nông nghiệp sạch, năm 2021, anh Viên Văn Bổn đã ra Bắc Giang tham quan một số mô hình trồng nho Hạ Đen và tìm hiểu thêm trên mạng Internet. Anh Bổn đã cải tạo khu vườn của gia đình mình, chặt bỏ toàn bộ cây tạp và trồng thử nghiệm 70 gốc nho Hạ Đen. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng nên cây nho Hạ Đen phát triển tốt. Vì vậy, anh đã mở rộng quy mô lên hơn 400 gốc nho như hiện tại. Nho Hạ Đen là loại cây khó tính với khí hậu miền Bắc. Để có thể phát triển thành công mô hình này, ngay từ đầu, anh Bồn đã đầu tư một cách bài bản khoa học với hệ thống nhà màng, cột, dàn, hệ thống tưới nước phun trương tự động, áp dụng quy trình trồng trọt theo hướng sản xuất hữu cơ và an toàn sinh học. Anh hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học. Cùng với sử dụng phân chuồng hoai mục, anh còn sử dụng vỏ dừa nguyên cùi để đắp lên các gốc nho, vừa cung cấp chất dinh dưỡng, vừa giữ ẩm tốt cho đất để cây phát triển. Trong phòng trừ sâu bệnh, toàn bộ hệ thống vườn được bao bọc bằng lưới ethylene để ngăn sâu xâm nhập vào, hạn chế phát sinh sâu bệnh. Với hơn 400 gốc nho, bình quân mỗi lứa cho thu hoạch từ 3 đến 3,5 kg quả trên một gốc, giá bán dao động từ 70 đến 100.000 đồng trên 1 kg. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập từ 150 đến 170 triệu đồng. Đặc biệt, do sản phẩm sạch, chất lượng tốt nên người dân trong vùng rất ưa chuộng tin tưởng. Toàn bộ sản phẩm đều được người dân trong và ngoài xã tiêu thụ, không đủ cung cấp ra thị trường. Theo tính toán, trồng nho đầu tư giống một lần nhưng cho thu hoạch liên tục từ 10 đến 15 năm. Vì vậy, dù vốn đầu tư ban đầu khá cao nhưng hiệu quả kinh tế kéo dài, càng về sau càng giảm chi phí. Thấy được hiệu quả kinh tế từ cây nho Hạ Đen nên nhiều nông dân trong vùng đã đến tham quan và học tập kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện. Hiệu quả từ mô hình trồng nho Hạ Đen của anh Bổn ở xã Tế Thắng cho thấy sự mạnh dạn của người nông dân trong việc tìm tòi học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Đây được xem là mô hình nông nghiệp sạch, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.